Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, thì nếu video này được 2k view, 2k like thì chúng ta sẽ ngày mai sẽ có tập tiếp theo của tựa game Dragon City nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì ở đây chúng ta sẽ vẫn là sự kiện live VIP này, vẫn sự kiện giảm giá coin, mua hai con Vicky gì đó. À đây rồi, chúng ta sẽ có sự kiện đua Heroic nha bạn, chắc chắn rồi. Sẽ đua Heroic luôn. Đây đang bán những cái con rồng Epic, có bán cả Legendary này anh em. Ồ, con gì đây? Còn Contender, cái bán off anh em, hay là bán cả, hình như bán off thì phải 340 à, thì có lên được mấy sao ấy, tầm khoảng 1.000 game. Wow, tầm khoảng 1 triệu đồng anh em ạ. Con Contender này nhìn cũng khá là mới á, gọi là lực sĩ, champion, nhà vô địch đúng không, kiểu đấy. Có hai con thôi, bán hai con thôi nhá. Sự kiện đang diễn ra rồi anh em. Ây chà, ui. Thế nên lên lắp mấy ở đây? Vẫn lắp một thôi anh em. Chúng ta sẽ không đua với bất kỳ thanh niên, gọi là thanh niên Việt Nam nào cả. Chỉ là đua với toàn người nước ngoài anh em ạ. Khá là hay ho nhờ. Rồi bây giờ mình sẽ cho thú ăn. Ok. Cái này thì nó khá là dễ dàng. Đây, sẵn sàng rồi. Chúng ta tự nhiên là một tháng có khan của Blue Heroic anh em ạ. Khá là hay ho. Rồi level 2 này, level 3 này, level 4 này, level 5. Cho thú ăn đúng không? Không biết là sẽ cho thú ăn bao nhiêu con đây. 6 này, level 7. Ok, hình như chúng ta cũng đã xong rồi thì phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy food anh em ạ. Lấy food nha. Cũng may mình chưa trồng mấy cái loại food đắt tiền. Chúng ta sẽ trồng những cái loại food 50 đồng anh em. Chắc chắn luôn mình sẽ trồng tất cả loại food 50 đồng luôn. Đây ok. 50 vàng nhé, cái này là toàn food 50 vàng thôi anh em. Khá là thoải mái. Rồi ok, lại cuộc đua thôi anh em. Và mình còn chưa xem tất cả cái phần thưởng của nó sẽ là như thế nào cả. Để mình xem cho anh em xem luôn nhá, xem nó như thế nào. Phần thưởng là những cái gì, nó có giá trị như thế nào. Chúng ta 50 nè, ở đây cũng sẽ là 50. Dưới này cũng sẽ là 50 thôi anh em. Dĩ nhiên rồi, tất cả sẽ là 50 vàng hết nhá. Trên này thì cũng sẽ là 50 vàng. Đấy ok. Chỗ ZZ này sẽ là 50 vàng. Ok. Chúng ta sẽ cần khoảng bao nhiêu phút đây? Hiện tại chúng ta sẽ cần khoảng 4 phút gì đấy. Ok. Mình sẽ cố gắng đùa với người nước ngoài xinh thế. Con gái á? Phải con gái không ta? Phải con gái nào, tên là gì anh em? Tên là Aliston 59 à. Aliston 59 này. Có thể cũng là con gái. Wow. Hot girl à, cho đua Heroic cùng với hot girl này anh em. Có lẽ là vậy. Rồi thì chúng ta sẽ lấy thôi. Rồi, cậu vàng đua cùng với hot girl anh em ạ. Cậu vàng đua cùng hot girl, dã man. Đầu tiên rồi đấy, cho cần bao nhiêu cái đây? Cho cần bao nhiêu phút? 4 phút, rồi xong rồi anh em. Nhiệm vụ đầu tiên thì nó sẽ rất là dễ rồi. Nó không gì là khó khăn cả. Chúng ta sẽ lấy vàng. Ok. Sau khi lấy vàng, ui sao nó to này. Lại lấy food anh em. Chúng ta đợi lấy food nha. Food cái gì đây? Đây là cái nhiệm vụ gì đây? Chúng ta sẽ có food à? Có thưởng những cái khay food này thì phải. Từ nhiên mình vào đây mình xem phần thưởng nó cái gì để cho anh em xem luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy cái này. Đấy. Food có vẻ lấy khá là dễ rồi. Phần thưởng của chúng ta sẽ là một con Relentless. Rồi ok, nó có hai cái viên đá quý khá là giống con nước đá quý của chúng ta, khá là giống đấy anh em ạ. Nó là Heroic và nó có 4 hệ sấm sét, hệ kim loại, hệ lửa và hệ đất anh em ạ. Tất cả là 4 hệ luôn nha. Nhìn chung cũng khá là ghê nhỉ. Rồi mình sẽ sau bên này để lấy thêm 2 phút nữa là mình sẽ xong nhiệm vụ bên này nha anh em. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy food. Có bao nhiêu? Thiếu một cái food nữa anh em. Thiếu một cái food nữa là xong. Phần thưởng, ngoài ra phần thưởng sẽ là thêm một con Vainglorious. Có rồi. Dream, có rồi.
Huger, con này cũng có rồi. Và có thời trang thì phải. Đó là điều chắc chắn, chúng ta sẽ có thời trang của này. Trang phục đây. Trang phục của nó chẳng khác méo gì cả. Xấu với nồi ấy. Trang phục này thì mình cũng không khoái lấy cho lắm anh em, nó không thay đổi gì cả, mới thay đổi mỗi cái vòng vàng thôi. Xấu quá. Sống cách tệ hại. Ok, không được anh em. Không được thì dùng game đi thôi, nhanh. Fighting, ok. Đánh nhau phải đánh 2 trận rồi anh em. Cái này chắc chắn là phải đánh nhau rồi. Và chúng ta sẽ chọn một con nào đây? Con nào cần luyện tập? Cái này không biết có luyện tập được không? Mình cũng chẳng để ý xem có luyện tập được không. Ok, cứ để con mạnh nhất mình đánh nhau nha anh em. Đây. Đập thôi anh em. Đập thôi. Rồi, con rồng zombie 158k máu. Chạy thấy méo được cưng. Có thể dùng 2 game để có thể skip qua này, hoặc có thể dùng 3 game, hoặc là đợi trong vòng khoảng... Ok, mình sẽ đánh luôn cho anh em xem đi. Đợi mất thời gian. Đợi cực kỳ mất thời gian luôn anh em. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau với con rồng ở bãi phân. Đây là bãi xít anh em ạ, bãi phân nhá. Nhìn trông khá là dị. Ok, chúng ta sẽ xong được cái... mình sẽ được một cái hòm. Trong này sẽ... phần thưởng nó sẽ là cái food gì đấy anh em. Mình không biết nó là cái gì luôn. Nó là một cái decor hay là một cái gì đấy. Để đây chăng. Store này anh em. Chúng ta sẽ... một cái decor đây. Cái để đổi à anh em? Hay để làm gì đây? Cái đảo được chuyển ở đây rồi. Đây, nó có một cái hộp food đây. Không biết cái này để làm gì luôn ấy. Chắc nó liên quan đến cái thông tin ở đây đúng không anh em? Rồi, để gì đây? Không hiểu lắm. Nói chung cái này cũng không hiểu để đổi như thế nào luôn. Chắc chắn sẽ để đổi food rồi. Theo mình nghĩ sẽ đổi food gì đấy. Rồi, chúng sẽ win Lewis và lấy food anh em ạ. Ok, mình sẽ cố gắng đua tối đa lên xem được đến mức nào nha anh em. Rồi, ok. Chúng ta sẽ win Lewis Butter và collecting food. Rồi, ok. Lewis Butter. Đây đây, Lewis đây anh em. Cho phải chơi lên một trận trong này được. Rồi. Cố gắng là làm nhiệm vụ tối đa thôi. Xem làm được cái gì thì làm thôi. Sứa tử thần, ok. Swap đây. Ok. Mày khỏe đấy anh em. Từ từ thôi. Nó có chiêu khắc hệ anh em ạ. Bình tĩnh. Cậu lại thua. Cậu lại méo lại thua bây giờ. Ok, gần đai rồi anh em ạ. Sợ đấy. Wow. 63.000. Đây, chiêu hệ đất đây anh em. Cắn 5 phát là 99.000 vào. Wow, rất khỏe nha. Chúng ta sẽ có thêm một cái thuyền gì đấy. Sẽ đưa thêm một cái trận Lewis Butter nữa. Và sẽ cần lấy thêm khoảng là 6 cái phút nữa anh em. Nhiệm vụ này chắc chắn phải hồi rồi. Rồi, chúng ta mới còn 5 thôi. Thiếu một cái nữa. Hiện tại chúng ta đang dẫn đầu anh em ạ. Đẹp phết nhỉ, con này như ở là trong cái hang động băng giá ấy nhỉ. Con này có phải hệ băng không? Không hề băng nhé, nhưng mà nhìn trông nó khá là chất. Chúng ta sẽ cần lấy thêm một cái phút nữa thì mới xong được trong này. Anh em đợi xíu nha. Chúng ta sẽ phải lấy thêm một cái phút nữa thì mới xong được nhiệm vụ ở đây anh em. Vẫn chưa xong nha. Đợi xíu. Chúng ta sẽ cần lấy thêm một cái phút nữa. Mình sẽ lấy thêm đây. Xong rồi. Ngon quá, may mắn đã là xong nha. Mình lấy thêm gold và sẽ cho thú ăn tiếp tục anh em. Lấy thêm gold và tiếp tục cho thú ăn. Đây, ok. Lấy thêm gold nha anh em. Và tiếp tục cho thú ăn gì đấy bên này. Xong chưa ta? Hình như là chưa xong. Xong gold rồi. Và tiếp tục cho thú ăn thôi anh em. Chúng ta tìm thấy những cái con level thấp để cho nó ăn lên. Đây, sẵn sàng luôn. Chúng ta có tầm khoảng 50m phút nữa, cứ để đấy đã anh em. Không, tính sau. Rồi, mình sẽ cho lên level 7. Level
8, 6, 9 thì như là đủ phút rồi thì phải. Theo như mình thấy là nó sẽ đủ phút rồi nha. Đánh vào đây này. Fighting anh em ạ. Rồi, đánh chắc phải đợi hồi thôi anh em. Chứ không biết, không nghĩ ra cái gì đấy hơn. Đợi hồi thôi, đợi hồi thôi nha. Chúng ta sẽ đợi nó hồi xong làm gì thì làm. Ok, IC win. Đánh khá là nhanh. 14 phút nữa và chúng ta sẽ tiếp tục lấy thêm cái. Mình gần như hoàn thành xong, sắp xong lap 2 rồi anh em ạ. Đua này nhanh mà, không có gì khó. Đây lap 15 thì để không quá tốn gen thì chúng ta sẽ tập trung đua ngay từ hôm nay thôi. 700 nè. Đi vòng đến tận đây luôn anh em. Rồi, hiện tại thì vẫn đang lấy phút thôi. Vẫn đang lấy phút và phút. Đảo mới bên này này, đắt lắm. Đảo mới này khoảng 500.000 anh em ạ. Một hòn đảo này giá khoảng 20 đô là sẽ tương đương với khoảng là 500.000 gì đấy. Khá là đắt đỏ luôn đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy phút xong rồi mình sẽ làm thêm những cái nhiệm vụ bên này nữa. Hoặc là sử dụng cái này để quay, nó cũng có thể ra được luôn. Nhưng mà trước tiên phải lấy phút đã, để đỡ tốn 2 game, đúng không? Hợp lý không? Đỡ tốn 2 game của chúng ta. Có nhiệm vụ gì nữa không nhỉ? Không biết có cái nhiệm vụ yêu cầu quét không? Ở đây chỉ có một cái nhiệm vụ mang tên là phút thôi. Và Liquid Butter thôi. Cây kẹo chua ở Việt Nam anh em. Việt Nam này. Việt Nam này mình còn 4 mi 42 min nữa sẽ hồi cái hòm à. Nhanh như ta. Ok, khá là nhanh nhỉ. Chúng ta sẽ lấy hết ở trong cái này nha anh em. Food. Food và food anh em. Rồi, ok. 700 này. 700 vàng. Ok. Fighting. Rồi, đi vòng tận đây rồi anh em. Rất xa nha. Cái hòm này hiện tại level mấy rồi? Mới có level 3 thôi. Một số bạn không làm này, Ericsson Mori Okana này không làm này, thế nên không làm. Thế nên là vào team mà không làm thì mình sẽ phải là kích, thế nên phải là vào team thôi anh em. Ericsson Mori Okana. Kích và sẽ cho thêm một bạn vào đây nha anh em. Anh em nào muốn vào team thì có tìm theo tên là giải ngân hàng EZ nha, để có thể vào team được. Ok, rồi chúng ta sẽ lấy phút. Thế là một vài cái phút nữa anh em kìa, vừa xong hiện lên xong. 700 vàng. Ok. Xong rồi, xong phút rồi. Cái này sẽ là quay số để giúp chúng ta có thể qua cái map này được luôn. Ok. Ui, cái này còn xong luôn cả một cái nhiệm vụ mission. Mắc dị luôn. Ok. Nhiều lúc nó lại ra một cái rất là vô lý. Đến tương lấy phút và lại tương cho thú ăn anh em. Cho thú ăn đây thì sẵn rồi. Sẵn sàng rồi anh em. Cho mấy con lantern fish. Chết rồi. Phút ở đâu đây? Rồi ok. Lấy phút sẽ là quan trọng nhất anh em ơi. Chúng ta sẽ lấy full phút luôn. 700 này. Đấy vào đây này. Lantern fish đây. Con platcon. Lantern fish có được đâu. Có được sử dụng đấy đâu. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này, 10 này, ok. Xong nha. Xong rồi nha. Lấy phút nữa là xong. Theo như mình thấy lấy phút nữa là xong. Nhưng mình thấy như thiếu một cái thì phải. Hình như thiếu một cái thì không hiểu là sẽ lấy ở đâu. Ok. Từ nha. Tại sao thiếu một cái ta? Thiếu một con bọ anh em. Có nghĩa là phải đợi hồi rồi. Theo như mình nghĩ là cái này phải đợi hồi rồi. Đây, không được nhé. Không được bất kỳ con bò nữa. Rồi, cái này phải hồi rồi anh em. Mình chưa xem bảng hồi pua. Mình cứ đua đó. Chưa xem bảng hồi pua nha anh em. Đi rất nhanh. Giờ ok. Đây. Đua đây. Aliston 59 á. Cái này có thể tìm theo Facebook đấy anh em ạ. Để mình thử tìm trên Facebook xem có ra được cái Aliston 59 gì đó không nhé. Chúng ta sẽ thử tìm xem. Aliston. Không biết phải con gái không?
Có thể tìm theo tài khoản Facebook mức có ra nổi không ta? Không, không ra đấy anh em ạ. Alistair59 không ra nổi nha. Mới có thể tưởng tìm được Facebook cơ. Cái này phải liên kết tới tài khoản Facebook chứ nhỉ? Không, không hiểu lắm nhỉ. Ok. Alistair, chữ A viết hoa anh em ạ. Có thể là Facebook nước ngoài không thể tìm kiếm được chăng? Chúng ta chỉ tìm kiếm được người trong Việt Nam thôi. Có lẽ là vậy anh em. Không ra được, không tìm ra nổi luôn. Ok. Chắc là chúng ta không thể tìm được người nước ngoài. Rồi nhiệm vụ này đã phải đợi rồi, phải đợi lấy phút rồi. Chắc chắn phải đợi lấy phút đây anh em. Ok ok, chúng ta sẽ lấy cái này. Lấy luôn. Có bao nhiêu phút lấy bấy nhiêu luôn. Bao nhiêu cái rồi anh em? Hiện tại được có 5/7. Mới có 5/7 thôi, còn thiếu rất nhiều nữa. Rất nhiều đặc khăn. Ok. Tiếp theo ta sẽ làm cái gì? Lai giống mấy con này. Lai mấy con này khó lắm anh em. Thật sự rất khó. Con này ra ba mấy giây này, ba mấy tiếng này. Tiết kiệm coi để đi thêm cái nhiệm vụ bên kia thôi. Dạ. Giờ cũng không còn nhiều nhiệm vụ để cho phải làm cho lắm. Chắc chắn rồi. Ok. Lấy phút này anh em. Rồi. 700 vàng. Ok, bây giờ sẽ là 5/7 và 6/7. Có nghĩa là nhiệm vụ chúng ta cũng đã xong rồi. Cũng không phải đường nữa. Giờ ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào và gặp lại nha. Bye bye.